美しさは嫉妬という劇薬を生み出す毒。Hello, hello, chào mừng 1900 anh em đã đến với channel Tuấn Côn của mình nha. Ok, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi skin mới của Mary Kay với tên gọi là Hư Kính Hoặc Ngữ. Vâng, đây là bé diện linh khí nha anh em. Đấy, skin mới toanh luôn và được xếp hạng là sử thi. Ok, vừa mới ra mắt vào hôm 17 tháng 6. Và đây vẫn là ác của bạn Kirino. Vâng, rất cảm ơn bạn đã cho mình mượn ác để có thể review với skin này. Ok, và chúng ta cùng xem skin mới của diện linh khí đẹp như thế nào. Và diện linh khí còn hữu dụng trong phiên bản mới này không nha. Vâng, và team bên kia cũng là diện linh khí với skin mới luôn. Đấy, mình gọi luôn đây là skin Nàng Bạch Tuyết nha anh em. Vâng, và những cái mặt nạ bên kia là mặt nạ của 7 chú Lun. Đấy. Cô bé này còn cầm quả quả táo các thứ cơ mà. Mà trang phục như thế này không phải là Bạch Tuyết hơi phí nha anh em. Vâng, đó chính là Bạch Tuyết luôn. Anh em nhìn hệ thống chiêu thức bắn ra rất đẹp. Vâng, bị mê hoặc trúng rồi. Đó. Đặc điểm của diễn khí là khi chúng ta tung chiêu thức có thể vừa di chuyển vừa sử dụng chiêu được nha anh em. Đấy, rất hay. Chiêu 1 khi chúng ta bắn thì chúng đối tượng thì nó sẽ nổ lan ra. Và khi chúng ta bật ulti lên thì chiêu 1 ngay lập tức trở thành Kamezoko, sấy cực kỳ đau luôn. Ok, anh em chắc cũng là chùm về cái thức thần này rồi. Ê, team bên kia đã có mạng cho thanh niên ấy rồi. Cho thanh niên dừng team bạn rồi. Vâng. Ông lôi cả thức thần cực khó đi dừng luôn. Em kinh như vậy. Rồi, và mình sẽ tiếp tục spam chiêu thức này. Thì khả năng là ngày mai mình sẽ làm tiêu điểm thức thần về thức thần mới Soju nha anh em. Đấy, một hỗ trợ sắp ra mắt rồi. Chúng ta hãy cùng đón xem ở channel của mình nha. Đấy, sẽ làm tiêu điểm thức thần đàng hoàng cho anh em. Đó sẽ là một thức thần gọi là đi đánh nhau bét là nhẹ luôn. Đánh nhau từ đầu đến cuối luôn. Và được rất nhiều anh em gọi là mong chờ. Ê mê hoặc chúng các bạn ơi. Ui không được. Ui xôi ôi, quả bắn chưa một lách quá đẹp, chúng bé chìn. Và đã có mạng cho Tôn Cun rồi, anh em thấy được không? Quả bắn chưa một lách qua quái, đúng một tia chúng luôn. Ê rồi, và chúng ta tiếp tục farm ở đây. Ai cấu mình nhá, cấu mình nhá. Combo của diện linh khí thì anh em cứ vừa di chuyển vừa tung chiêu thôi. Cố gắng tung được chiêu 2 chúng là đối phương sẽ bị mê hoặc nha anh em. Sau đó chiêu 3 thì cứ có đối phương nào gần thì sẽ ăn đam. Đấy. Anh em chỉ cần chiêu 2 chúng là bắt đầu sử dụng chiêu 1 và chiêu 3 cùng lúc luôn. Khi bật ulti thì cũng thế nhá. Đấy, chúng chiêu 2 là sẽ bị mê hoặc rất thốn. Và khuyên anh em sẽ là nâng mắc chiêu 1 đầu tiên, sau đó là mắc chiêu 3. Chiêu 2 chúng ta chỉ cần một điểm để lấy cái hiệu ứng mê hoặc thôi. Ê sợ. Bật chiêu cuối lên, mê hoặc chúng rồi, sấy ulti rồi à. Thanh niên kia bật giáp dùng lên nhanh quá, có cả dừng tiêm bạn ở đây luôn ạ. Trời luôn đi bạn ơi, sấy chiêu 3 luôn đi bạn ơi, đi chưa? Vâng, tốc biến chạy ạ, nhanh thật. Vâng, quả sử dụng thức thần mới kia đi rừng thì mình cũng chưa thử đâu. Thanh niên kia đi rừng luôn, thấy đủ đẳng cấp rồi. Thấy đẳng cấp khá là ok ở đây rồi đấy. Chín ơi, mê hoặc chúng này, thôi xong rồi đấy, thả chiêu 3, chiêu 1 luôn này. Ui không chết, thôi để đồng đội giết. Ấy, thanh niên chín team bạn cứ định ở lại farm quá là không được rồi. Mình cho bay màu ngay, anh em cứ dình chiêu 2 chúng cho mình là khó có thể chạy nổi. Đối phương là mới level 5, không có chiêu cuối mà chạy nha anh em. Đấy, bật chiêu cuối sấy luôn này, thanh niên này chắc đang mải xem đánh nhau rồi. Mải xem đánh nhau, mải xem đánh nhau, mải xem đánh nhau. Chiêu 3 luôn. Ui không chết anh em ơi. Tự nhiên để đỏ thế nhờ. Nhiều bạn đánh diện linh khí sẽ sử dụng cho mình đó chính là phép bổ trợ tốc chạy anh em. Tốc biến và tốc chạy. Nhưng mà mình đánh thì mình sẽ lấy hôi máu. Đấy, mình không cần đến tốc chạy.
vì mình thấy đánh hồi máu mình tự tin sấy hơn. Đấy. Lấy tốc chạy thì cũng được nhưng mà nó sẽ phải chọn vị trí. Anh em nào đánh gọi là thích chọn vị trí thì cứ lấy tốc chạy để truy đuổi và sấy tốt hơn. Còn mình lấy hồi máu đánh nó cục hơn. Đấy, đánh solo luôn anh em ạ. Mình muốn đánh solo phủ đầu cho nên mình sẽ lấy hồi máu để lấy lợi thế. Đấy, ok, cướp con quái rừng. Mê hoặc chúng lại. Ui, support team bạn là skin điển tàng luôn nha anh em nhé. Anh em nhìn đẹp chưa? Ui sổi ôi bé che điển tàng nhìn phê thế. Đẹp vãi trưởng anh em ạ. À chà, này thì ui có đến mê hoặc trượt. Nhìn che này lặng lách ghê thật đấy. Ôi, đánh nha bạn ơi, đánh nha bạn ơi, đánh đi. Ôi, sao lại Ui, nó tốc biến chạy mất rồi, mình tốc biến lên. Ôi, chơi ngu rồi. Tốc biến lên chiêu 2 trượt anh em ạ. Ôi, phải trả giá luôn ạ. Ê, ơ sao đánh nhau rồi. Thôi, đừng đánh nhau bạn ơi. Ây ai ai ai, thật nhìn cái bay kinh ấy nhở. Ây ai 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 ai. Ui, đau. Ui, đau thế nhở. Tìm bạn đánh hơi cục nha. Ôi, giờ sẽ là lúc mình trả thù ở đây. Chúng này thì mê hoặc chúng này bắt đầu sấy xả đam này. Nào, chạy đi còn gì nữa, sấy tiếp. Vâng. Nào, chạy đi đâu. Mê hoặc chúng này. Úi dồi ôi, chạy đi. Ăn đủ đam nha, sấy này. Úi dồi. Ok. Đúng rồi, hay lắm. Nào, diễn lên khí tim bạn thích gì. Nút bụi anh em ơi, nút bụi. Nút bụi. Núp bụi này không nói nhiều, bắn thẳng vào bụi luôn. Mê hoặc chúng thì cũng chấp. Nào, tốc biến lên chơi rồi anh em, tốc biến. Chiêu 2, chiêu 1, chiêu 3. Đi. Ôi sỏi. Đó. Rất ok nha anh em, có luôn ba mạng cực kỳ ổn áp. Đấy rồi, tiếp tục xuống gạch đường dưới nghe vẻ cậy khỏe bắt nạt các bạn ở đây là không được rồi. Đấy, sư tử nhanh nhẹn luôn anh em ơi, 5-2 rồi. Đây là phong cách lên đồ mới nha anh em. Mình lên theo phong cách gọi là tăng khả năng sấy đam của diện linh khí. Mình lên ngay cái tốc biến né chiêu ạ, ghê. Ok, đỗ bạn chạy luôn. Mình lên cái trượng làm chậm. Rồi mình tung chiêu thì giảm hồi máu, còn làm chậm nữa thì thôi. Bạn cứ xác định sấy chiêu 1 là khỏi chạy anh em. Đấy. Đấy, cách lên đồ rất là ok. Đấy rồi, bạn đuổi chúc của mình á. Bạn đuổi chúc của mình á. Rồi, sấy chiêu luôn này, đi luôn này. Ok. Ngủ ngon bạn nhé. Mình sẽ để skin này ngủ ngon nhé, để icon. Ngủ ngon bạn nhé, và chúng ta sẽ làm nhẹ con Orochi thôi, chứ gì nữa. Làm gì còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Đó, sấy ngay vào luôn chứ còn gì nữa. Có giòn hay không? Có giòn không? Không giòn à? Không giòn thì nằm xuống. Vâng, anh em thấy đánh skin nó đẹp chưa? Anh nó chắc tay vô cùng. Thanh niên rồi, cậu trúng chiêu 2 của đấy là mất khá máu với mình anh em ạ. Đấy, lên đồ cái kiểu này mình vừa có máu, vừa có thể nhây có quay trong combat được. Nhưng mà kiểu đồ này lên chúng ta sẽ về lết bắt đầu mới khỏe nha anh em. Về lết bắt đầu mới khỏe. Đấy. Khi chúng ta có những món đồ đam rồi bắt đầu sẽ khỏe. Lúc đầu chúng ta sẽ lên đồ chống chịu một chút, thêm lượng máu để khả năng có quay nó tốt hơn. Và khi về lết đây chúng ta cùng xem sức mạnh khi về lết của diễn linh khí với cách lên đồ mà mình trải nghiệm cho anh em. Đánh nhau thôi. Rồi ôi đánh nhau đấy. Ui giời đánh nhau đấy. Ôi bạn chúc ơi, bạn farm rừng ở kia à? Không sao, 4 đánh 5 luôn này. Sấy luôn này, một thanh niên nằm xuống. Ui bị chít rồi, chít nó dí rồi thì xong rồi. Quả đấy hơi lỗi, vâng anh em hơi lỗi, chin nó dí. Ôi thanh niên chúc vẫn đang farm rừng không sao. Đấy rồi. Chạy đi đâu? Rồi ôi bạn ơi, bạn chạy đi đâu? Tôi xong rồi. Chúng cái chiêu 2 của mình thế thì bạn chạy lên rời rồi. Rồi ôi, hơi đen cho bạn nha, hơi đen nha. Chúng chiêu 2 của mình thế thì xong rồi. Ok, thì bạn đang muốn đánh nhau ở đây. Mình sẽ thể hiện thẳng ăn co quay với diện linh khí. Ui rồi chiêu 2 chúng chiêu 1 này. Nào,
Ra đây bạn ơi. Chiêu 1 trúng tiếp này. Trúng mê hoặc này. Sấy tiếp này. Ui xỉu, tốc biến nhanh còn kịp luôn gì nữa. Ui dồi, có Vampira tanh anh em ơi. Cứ thế mà sấy rồi. Trúng chín rồi. Ui dồi, ui dồi. Ui sắp 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 có chú ấy, sắp có chú ấy. Nào. Ui chín này. Chín với chúng tôi này. Chiêu cuối lên sấy này. Đi tiếp. Nào. À diện linh khí ạ. À? Diện linh khí này. Đi. Ui dồi, giáp của nó anh em nhìn kìa. Ôi mẹ ơi. Sao nó có thể làm quả giáp kinh khủng như vậy được. Ôi. Giáp nó gần quá nửa cây anh em ạ. Quái trưởng. Uầy tôi thề. Anh em nhìn quả giáp của Tagiyasa chán chưa. Vai ạ. Ui giáp nó nửa cây luôn anh em ạ. Chơi gì. Quá nửa cây gần đầy máu luôn. Uầy. Kinh khủng. Đã thế sắp tới chơi thử Takiyasa. Lên cứ bọc giáp liên tục đấm nhau. Nhìn cay vãi ạ. Đuổi đi. Mê hoặc chúng rồi nha. Đuổi đi. Nào. À sấy. À đi về làm gì căng. Và thanh niên Trúc đang treo tường trộm chó. Mà ông sao lại một mình treo đánh ba đấy kìa. Ok ông Trúc ơi. Anh Trúc ơi. Anh quăng game mà anh Trúc ơi. Tôi xong anh Trúc luôn rồi. Ôi giời ơi, còn mình với Chin thôi. Hai ông đam chủ lực. Ồ ghê cơ anh Trúc ơi là anh Trúc. Ai giời. Chúng mê hoặc quả đấy thì. Nào, thích gì. Bạn muốn thử giao lưu không hả bạn? Vâng, tự nhiên diện linh khí vẫn đang muốn cò quậy ở đây. Bạn cứ niệm hồn đúng không? À sao lao lên kinh như kia. Không sao, mình sấy chiếc cuối lên đánh nhau luôn này. Vâng, đi luôn diện linh khí tim bạn rồi. Tiếp theo là thanh niên Chin này. Anh em nhìn, ôi rồi ôi, ông Chin ông lướt đi đâu đấy. Ôi giời, ông lướt đi đâu đấy, đi nha. Nào, chip bầu kill luôn. Nào, nào, chạy. Ôi giời. Ôi giời ôi. Ấy, con chim cò nó bay đau quá anh em ạ. Chiều cuối. Ôi, trả thù cho mình nha bạn Chin này. Đúng rồi, bắt luôn chứ còn gì nữa. Trả thù ngay cho mình chứ còn gì nữa. Ok, tuyệt vời. 29-28, vâng, trận đấu rất căng anh em ạ. Chưa hề có một chút gọi là tín hiệu chiến thắng nào cho team mình cả. Trận đấu căng như dây đàn, không sao. Tún Cun sẽ gánh tim, vâng, Chin nằm xuống rồi. Nhìn Chin bất ngờ ở đâu lòi ra giữa đội hình của mình. Đấy. Và bây giờ team bạn sẽ là tan rã còn gì nữa. Vâng, một pha cứu rất hay của support. Hút luôn Vampira ở chạy. Tốc biến lên. Ui rồi thanh niên né. Né này. Né chiều ghê đấy. Nhưng mà rất tiếc chiều 3 của mình nó là đạn đuổi. Ôi thanh niên này đi đốt còn gì nữa. Ôi rồi ôi dính quả mê hoặc. Ôi rồi ôi đi luôn. Không có nói nhiều. 14 mạng nha anh em. Rồi ôi, gánh thế ok chưa. Nào nào diễn linh khí ra đây. Thôi bạn đi rồi chứ còn gì nữa. Bạn đi ra đây. Bạn đi ra đây. Rồi ui. Anh em thấy nó đau chưa? Ôi quả đấy cần gì ulti cứu mình nhỉ bạn ơi. Phí thế, máu mình nhiều mà, chết sao được. Ui anh em nhìn 1000 đam phép kìa. Ôi rồi. Bay nhảy ghê đấy bạn. Bay nhảy ghê đấy bạn. Rồi đi luôn rồi. Bay nhảy ghê đấy bạn. 15 mạng cho chúng ta. Bắn rất ok. Thanh niên Chin mặc dù đã phải lên cả món đồ kháng phép rất to kia nhưng mà vẫn sẽ là nằm thôi. Mình xuyên phép to lắm bạn ơi. Chiều cuối chạy rồi, có chạy được hay không? Đi luôn rồi. Vâng. Thiên binh nhiều bài hạp. Quá kinh khủng. Và chiến thắng khả năng sẽ dành cho team của Tùng Cun rồi. Vâng, nhà chính đã đổ xuống. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hãy like, share, đăng ký kênh, nhớ để lại một comment bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye MVP. Yes sir.